Chào mọi người nhá, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba chân vàng nhạt tròn xoắn bên mình cho các bạn xem nhé. Cái này thì các bạn có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nhé. Chuyên cho ghế trang điểm, ghế quầy bar nhé mọi người. Bây giờ nhé các bạn nhìn này, mình có sẵn ba màu cho các bạn lựa chọn nhé. Dưới đây mình sẽ quay từng màu cho các bạn xem nhé. Đây là màu caro này, trắng này, màu caro nâu này, màu caro đen nhé mọi người nhé. Giờ đến gần đây mình sẽ quay một ghế chi tiết cho các bạn xem này. Mặt ghế này chất liệu bằng da này rất chi là bóng và đẹp. Độ dàn ngồi sản phẩm rất chi là cao nhé mọi người nhé. Đệm dày 33 cm này, dày tầm 5 cm mọi người nhé, 5-6 cm. Đây, chân của nó này là kim loại mạ vàng rất chi là bóng. À không phải kim loại mạ vàng, là kim loại sơn tĩnh điện màu vàng mọi người ạ. Là nhập khẩu bên trước bên mình rất chi là đẹp nhé mọi người. Đây, mình quay như thế nào các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé, nên mọi người cứ yên tâm nhé. Có ba màu cho các bạn lựa chọn đấy mọi người ạ. Cái này thì chịu được sức nặng tầm 150 cân nhé mọi người nhá. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.